about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Trước nay thì mọi người vẫn chỉ đơn thuần coi khách hàng là nguồn thu, nhưng mà
qua những cái phân tích và qua những ví dụ của thầy thì khiến cho không chỉ nhân viên mà quản lý cũng phải nhìn nhận ra vấn đề là khách hàng không chủ kỹ thuật đến cái sự thay đổi tư duy khiến cho mình có những hành động khác để phục vụ khách hàng tốt hơn. Thứ hai đó là thầy cũng chỉ ra được những cái việc làm trong việc chăm sóc khách hàng. Thầy chỉ ra rõ những việc nào dành cho các quản lý, những người chủ, và việc nào mà nhân viên phải làm. Trước đây thì vẫn có sự nhầm lẫn với việc của nhân viên mình vơ vào và ngược lại. Thầy chỉ rõ ra như vậy. Cái thứ ba đó là thầy cung cấp cho những cái mô hình, những công thức cụ thể để mình có thể đánh giá đo lường, có thể áp dụng được ngay. Năm mới thì anh cũng xin chúc tổng kho càng ngày càng hoàn thiện hệ thống, càng ngày càng có nhiều khách hàng nữa. Chúc cho hệ thống cửa hàng nhận nội địa Quân Y 39 càng ngày càng phát triển. Chúc mọi người sức khỏe. Cảm ơn. Nhân dịp năm mới, chị thay mặt cho Quân Y 39 Thái Nguyên xin chúc toàn thể các anh chị em trong đội tổng kho Quân Y 39 năm mới thành đạt thành công. Và cũng hơn nữa là theo những cái theo slogan của đại diện tổng kho đấy ạ, đó là cải tiến để đột phá. Chúc tổng kho thành công. Tiên thì cũng thay mặt cho cửa hàng Quân Y Chihuahua Bạch Mai, một trong những cửa hàng tiên rất là sự quan tâm ưu ái của tổng kho. Xin chúc toàn thể cán bộ nhân viên Quân Y 39 sức khỏe, mọi sự như ý bình an. Chúc cho công ty 39 Quân Y 39 ngày càng phát triển, đạt được mọi dự định trong năm. Đầu năm 2021 mình chúc cho tổng kho Kony thành công, nối tiếp thành công, hệ thống cửa hàng tăng lên vượt bậc và có những chương trình ý nghĩa như thế này nhiều hơn nữa dành cho các đại lý. Năm nay thì tổng kho tổ chức cái chương trình đào tạo 2 ngày và mời cái chuyên gia bán lẻ hàng đầu Việt Nam là tiến sĩ Đào Xuân Khương về huấn luyện cho các cửa hàng của Kony 39. Cái mục tiêu của chúng tôi đấy là thầy sẽ cung cấp các cái phương pháp để cho các cửa hàng có thể gia tăng khách hàng và giữ chân được khách hàng, trở thành những cái khách hàng trung thành. Thì thầy đã cung cấp cho rất là nhiều cái phương pháp hay và chúng tôi sẽ cùng với cả các cửa hàng Kony 39 áp dụng các cái kiến thức và các cái phương pháp mà thầy đã huấn luyện và mong là tất cả các cửa hàng Kony 39 sẽ phát triển rất là mạnh trong năm 2021.